Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay tôi làm cái clip này để giới thiệu, thông báo với các bác là chủ nhật này, hôm nay là thứ bảy rồi, tôi thông báo hơi muộn chút vì có nhiều cái công việc quá. Thì chủ nhật này này là tôi khai trương lấy ngày buổi sáng, làm việc buổi sáng chủ nhật là ngày mùng 2 tháng 12 dương lịch ấy, là vào ngày 26 âm lịch. Thì tôi sẽ khai trương buổi sáng hôm chủ nhật để lấy ngày thôi. Và khi mà các bác nào mà đến mua hàng buổi sáng hôm chủ nhật đấy thì sẽ được tặng một cái vòng. Tôi chơi lớn luôn, đợt này tôi chơi lớn đấy, cực kỳ lớn đấy, đã giảm giá rất là nhiều rồi mà bây giờ lại được tặng một cái vòng gỗ. Thì các bác lại biết là vòng gì không? Đây này, đây là vòng gỗ Ngọc Am Hà Giang các bác nha. Vòng gỗ Ngọc Am Hà Giang cực kỳ thơm lắm luôn. Đây có các size là 10 ni, 12 ni và 14 ni. Và 14 ni này đấy, tặng luôn. Các bác đến mua hàng bất cứ một hàng gì tôi đều tặng luôn một cái vòng, đều được tặng một cái vòng và được giảm giá, đã được giảm giá rồi này, và được tặng thêm một cái vòng quà. Đây là phần quà của một phương shop làm nhằm tri ân các bác trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cũng như là xem cái clip hoặc là được ủng hộ Mộc Hương Shop ở trên YouTube, hoặc là những cái vị khách hàng nào đã mua của hàng của Mộc Hương Shop rồi mà bây giờ đến ủng hộ tiếp thì sẽ được quà tặng như thế này đó. Thì hoặc các bác nào mới biết Mộc Hương Shop thì các bác có thể vào kênh Mộc Hương Shop để xem thêm những cái video, các bác xem thêm nhiều đi. Xem thêm nhiều những video của tôi về những cái vòng tay, chuỗi vòng tay, vòng hạt chuyên về san hô cũng như là vòng gỗ, các loại gỗ quý của Việt Nam. Đó, thì các bác xem thêm nhiều clip là các bác sẽ hiểu thêm được nhiều những cái thông tin mà tôi chia sẻ ở trên YouTube này. Anh em YouTuber này rất là ok này. Chủ yếu là tôi chia sẻ trên YouTube và tôi đăng lên cả Facebook nữa. Facebook Mộc Hương Shop của tôi là trên Facebook đấy, page Mộc Hương Shop nha. Ở dưới này có đường link luôn này, ở cái phần mô tả đấy có đường link luôn. Hoặc là vào, các bác vào website, truy cập hai cái website này, hoặc là Zalo hai số điện thoại này luôn nhá. Đó, thì đối với các bác ở xa, đấy là các bác ở có thể đến được shop, đối với các bác ở xa cũng có quà nhá và cũng được giảm giá. Thì các bác đặt hàng từ ngày chủ nhật trở đi. Đó, từ ngày chủ nhật trở đi nhá, chứ tôi không nói hôm nay hoặc là trước đấy không tính nữa. Thì bây giờ tôi nói từ ngày chủ nhật, tức là ngày vào ngày mùng 2 tháng 12 dương lịch, và hoặc là ngày nó tính là lịch âm là ngày 26 đấy, thì các bác sẽ đều được tặng một cái vòng nếu các bác có nhu cầu. Còn nếu các bác không biết hoặc không có nhu cầu thì tôi sẽ không tặng, để cái quà tặng đấy cho người khác, người ta theo dõi kênh của tôi thì người ta có yêu cầu mua hàng và được yêu cầu tặng quà thì tôi sẽ tặng nhé các bác nhá. Còn các bác mà không có yêu cầu thì thôi, để phần quà đó cho người khác. Đó, tôi chơi lớn, cực kỳ lớn luôn vụ này đấy. Người ta bán tầm 150 đến 200 đến 300 một cái vòng Ngọc Am, 250 một cái vòng Ngọc Am như này, nhưng mà tôi lấy là tôi tặng luôn. Thế các bác có thấy tôi chơi lớn không? Chơi cực kỳ lớn luôn. Cái chi nhánh trong Sài Gòn là khai trương, mừng có cơ sở 2, gọi là khai trương cơ sở online 2 ở trong này thôi. Chứ tôi chưa... Đó, thì cái chương trình tôi thông báo nó là như thế. Còn nếu mà các bác xuống được ở trong Sài Gòn này mà biết được thì xuống cơ sở 2 của tôi ở 244 này, trên 31 Dương Đình Hội, phường Tăng Nhân Phú B, quận 9, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sang cũng được, cũng khá là gần đấy, khá gần Bình Dương và Đồng Nai đấy. Thì đây tôi nghe điện thoại đã nha. Tục quay lại với các bác nói thêm nhá, một số cái chương trình khai trương ngày chủ nhật đấy nhá. Thì các bác xuống mua hàng bất cứ một hàng gì đó nhá, đều được tặng một cái vòng gỗ Ngọc Am này, hoặc gỗ bách xanh Mộc Châu đấy các bác nhá.
Bách Xanh Mộc Châu thì hôm nay chắc hôm nay là họ sẽ chuyển tới cho tôi này, vì tôi gửi từ cơ sở 1 ngoài Bắc vào trong này thì sẽ có cái vòng Bách Xanh Mộc Châu chìm nước đấy. Bách Xanh hàng dễ chìm nước ấy, đẹp lắm. Tôi bình thường là bán cái vòng đấy là đã là 250 đến 300 nghìn một cái tùy kích thước, size 350 400 một cái tùy kích thước size nhá. Thì là hôm nay là tôi tặng luôn, tôi lấy cái đấy tôi tặng luôn. Đấy, chơi cực kỳ lớn luôn. Có các bác mà đặt hàng bất cứ một mặt hàng gì, kể cả tượng, kể cả vòng, vòng tay, bao nhiêu tiền không cần biết, nhưng mà bất kể đã được giảm giá rồi mà lại được tặng thêm vòng, được thêm quà nữa cho các bác nhá, yên tâm. Đây vòng 14 ni đây. Đó. Thì các bác ở xa, đối với các bác ở xa cũng thế, thì các bác gọi điện, nếu mà các bác hỏi có được thông báo, được các bác được biết cái chương trình này qua YouTube này, Facebook này, Zalo của tôi này, thì các bác hỏi thì tôi sẽ tặng luôn. Các bác có nhu cầu tặng quà thì tôi sẽ tặng luôn một vòng nhá các bác nhá. Mua bất kể một cái gì đều được tặng một vòng thôi, duy nhất một vòng thôi nhá. Mua một lần được tặng một lần, mua lần thứ hai được tặng lần thứ hai, từ nay đến hết tháng 12 luôn, đến gần đến Tết luôn, đến giáp Tết đấy. À, bao giờ cái cơ sở này của tôi là giáp Tết là tôi sẽ nghỉ, thì là ở trong này là tôi sẽ đóng cửa, cái tạm thời đóng cửa cái cơ sở này để chờ đến ra riêng, thì tôi phải về ngoài Bắc tôi ăn Tết mà, thì sẽ chờ đến ra riêng là bắt đầu mở lại cái cơ sở này, và cũng có sẽ có chương trình nhá, cũng sẽ có chương trình giảm giá và tặng quà luôn Tết ra đấy, là rất là hỗ trợ từ bây giờ cho anh em đến Tết, cho anh em có vòng đeo, muốn mua một cái vòng đeo phong thủy đẹp may mắn, có tác dụng phong thủy cao, sức khỏe tốt, là rồi thì công việc nó thuận lợi từ giờ đến Tết, là anh em nào làm ăn buôn bán hoặc là kinh doanh cái gì đấy, hoặc là công việc nó suôn sẻ, thì đấy muốn có một cái vòng đeo thì có thể là liên hệ biết đến Mộc Hương Shop, thì anh em có thể alo rồi được giảm giá rất là lớn đấy, và được tặng quà rất là nhiều luôn. Đó là cái chương trình của Mộc Hương Shop chúng tôi muốn chia sẻ đến các bác. Thì cũng có một số cái, thứ nhất là về ship hàng này, vấn đề ship hàng. Ship hàng thì tôi cũng đã nói rất là nhiều clip rồi. Thì cái vấn đề đấy là tôi hoàn toàn là miễn phí ship cho các bác nhá, tất cả các tỉnh thành luôn. Còn nước ngoài thì không tính, nước ngoài thì phí nó rất là cao, tôi không thể miễn phí cho các bác ở bên nước ngoài được. Đó, thì ở trong nước là tôi miễn phí ship hết tất cả các tỉnh thành, ship tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán nhận hàng, được bóc hàng ra xem có cái đóng dấu đỏ của tôi, là được kiểm tra hàng, Mộc Hương Shop và số điện thoại luôn. Đó, thì các bác nhân viên Viettel, tôi gửi bên Viettel của quân đội đấy, thì các bác hoàn toàn yên tâm nha. Đó, thì nhân viên khi mà họ đến giao hàng, các bác yêu cầu cho kiểm tra hàng là họ sẽ bóc hàng ra cho các bác xem, ok đúng như mẫu thì các bác thanh toán tiền, có gì cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của tôi ở trên cái bưu phẩm đấy, có gì các bác cứ gọi trực tiếp vào đấy thì là tôi giải quyết luôn và ngay cho các bác luôn. Đó, thì anh em nếu mà nhiệt tình muốn mua hàng ủng hộ Mộc Hương Shop, thật tình nhiệt tình, thì các bác có thể liên hệ số điện thoại, đó hai số điện thoại hoặc là hai số Zalo luôn, thì các bác cứ nhắn tin vào đấy là tôi sẽ báo giá cũng như là báo giảm giá và tặng quà tặng như này, quà tặng vòng tay cho các bác nhá. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác buổi sáng Chủ nhật, nếu mà các có thể xuống đến cơ sở của Mộc Hương Shop ở quận 9 Hồ Chí Minh. Đó, thì tôi sẽ ghi cái địa chỉ ở bên dưới cái phần mô tả này, clip này, các bác kéo xuống cái phần mô tả đấy. Đó, đọc phần mô tả thì sẽ có thông tin địa chỉ cụ thể rõ ràng nha các bác nha. Các bác chỉ cần search trên bản đồ thôi là có thể biết được luôn địa điểm. Rồi, xin chào.